tình của Quỳnh Ta và Thầy Duy Blood bắt đầu. Vâng, và chào mừng tất cả các bạn đến với trận thi đấu cuối cùng cho buổi tối ngày hôm nay. Và đây sẽ là trận đấu để phân thắng bại. Phải tới loạt BO5 thì bên phía team của Quỳnh Tạ và Thầy Duy Blood mới có thể phân định được thắng thua. Và đây sẽ là trận đấu cuối cùng. Đây là trận đấu cuối cùng luôn anh em ơi. Vâng, Thầy Duy lại rơi vào trạng thái AFK. Trong khi đó thì đồng đội đi luôn hai người rồi. Thầy Duy cũng là người chơi phải nằm xuống. Bên phía team Quỳnh Tạ trận này chơi kèo hủy diệt rồi. Hay 1-0 dành cho đội hình của Quỳnh Tạ. 7k like chú làm vlog đi phượt á. Để hôm nào chú Để hôm nào mà chú đi tập gym lại người nó đẹp đẹp ấy, chú mua con xe phân khối lớn đó mà chú đi phượt chú quay các bạn xem. Tôi định mua con xe phân khối lớn để tôi đi phượt. À, cũng không gọi đi phượt đâu mà là đi chơi vòng đấy anh em, để đi tập gym thôi á. Thì bữa nào tôi mua xong là tôi quay cho anh em xem. Ok anh em, tỷ số hiện tại bây giờ đang là 0-1 rồi dành cho bên phía đội hình của Quỳnh Tạ. Á chà chà. Ở bên này thì Thầy Duy đâu? Thầy Duy à, đây rồi. Đây rồi. Vlog 24 giờ không ăn á, đủ. Vlog cưới vợ 2 á, đủ. Ôi giời. Các cháu toàn là những người gọi là chúa tể content đấy. Ông hoàng gọi là content luôn. Các cháu nghĩ ra những cái content là đỉnh của chóp luôn. Các cháu nghĩ ra được những cái nội dung, những cái ý tưởng, những cái được gọi là content, gọi là chú chưa bao giờ nghĩ ra đấy. Thôi, nếu mà làm theo các cháu như thế là chắc là chú quẳng luôn đấy. Toàn đấy. Chú cần bao nhiêu cháu đầu tư luôn. Nhà cháu có lâu đài ở Mỹ à? Mày chuyển chú luôn 10 tỷ đi cho nóng. Mày về Việt Nam trao tay chú 10 tỷ cái. A đồ. He he tỏa sáng, cứu được Quỳnh Tạ. Mà Duy còn một mình. Mà Duy không biết là he he với Quỳnh Tạ đang ở đâu và đang phải đứng kê ở đây. Quỳnh Tạ có thời gian để hồi máu và Mà Duy cân được 2. Ôi! Một pha đấm keo cân hai người. Một tình huống sốc đam cực nhanh từ Mà Duy. Mình định ra định nói rằng là Mà Duy cân được 2 người thì cho 5 lít nhưng mà thôi may quá. May là đấm keo vào sớm. Vỡ mồm rồi. Nói địa chỉ bay về luôn á. Mày về Việt Nam đi. Về Việt Nam đi xong mày tìm chú. Bây giờ về Việt Nam mày liên hệ với cái mail booking của 108 ấy. Mày bảo book chú Việt Thắng 1 ngày. Cứ bảo book chú Việt Thắng 1 ngày trả 100 triệu. Xong rồi chú cháu mình gặp nhau. Còn 9 tỷ 900 triệu chú cháu mình tính sau nhỉ. Chú dẫn mày đi ăn chè, uống trà sữa. Tỷ số hiện tại bây giờ đang là 1-0 rồi. Kẹt đấy. Ây chà. Ủ khét ta. Ảo thật đấy. Vâng, các bạn khán giả đang xem livestream, hãy cho Việt Thắng xin một like, một share, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Và đây là một trong những trận thi đấu có thể nói rằng là cực kỳ khét, khi cả hai bên đội tuyển đã phải bắn đến loạt thi đấu BO5 rồi. Các bạn có thể thấy được rằng là bên phía đội hình của Quỳnh Tạ pha vừa rồi vô cùng đáng tiếc. Một stream đang tỏa sáng Quỳnh Tạ và Kazuha. Hai con át chủ bài đang phải nằm xuống, còn lại một stream ở vị trí của Hè. Rất hay, Hè có một tình huống xử lý rất tốt và lấy mạng của một thành viên bên phía đội hình của Thầy Duy rồi. Mà Duy đang còn sống, Mà Duy lấy mạng Quỳnh Tạ. Rồi, 2-1. Hay. Hay thế nhở. Tỷ số hiện tại bây giờ đang là 1-2 rồi. Các bạn khán giả đừng quên rằng là thứ tư 7:30 chúng ta sẽ diễn ra trận thi đấu của KenBC và Serpro. Kèo thi đấu cực kỳ khét đó nha. Chú muốn 20 tỷ không? Làm thử thách đấm vợ á? Mày xuống tiền luôn đây này. Bây giờ mày đưa chú 20 tỷ, chú lên chú đấm vợ chú 10 cái. mày đưa đây 20 tỷ. Chú sẽ đánh thuốc mê vợ chú ngủ, chú lên chú thoại 20 cái. Đấm mai xương húp mặt luôn. Quá vlog luôn.
Hay, lại là Mờ Duy đang còn sống ở trên bản đồ. Hay, 3-1. Đội hình Quỳnh Tạ hủy diệt rồi. Thứ tư bảo trì á. À chà chà. Thứ tư bảo trì à. Bảo trì nhưng mà tầm 7 giờ 30 chắc là xong rồi. Thường thì game của chúng ta sẽ bảo trì từ trưa đến tầm khoảng 6 7 giờ tối là xong. Đúng không anh em? Đúng thì các bạn lên phím 1 nhá. Thường thì game sẽ bảo trì từ trưa đến 7 giờ tối là xong. 1-3 rồi. Tỷ lệ thắng dành cho đội Quỳnh Tạ là rất cao. Quỳnh Tạ mà thắng kèo này là chuyến bay là mỹ mãn luôn này. Chứ còn thua thì lên máy bay là buồn lắm. Tuyệt vời em ơi. Tỏa sáng Quỳnh ơi. Quỳnh Tạ đang cho thấy một điều đó là bản phong độ nhất thời, bản lĩnh nó là các đẳng cấp nó là mãi mãi. Bản lĩnh của người đội trưởng đội hình dead của team đấu đầu tiên của 108 tham gia mở bát cực kỳ xuân luôn, rất xuân. Đúng rồi, ok anh em, đúng là game của chúng ta là 11 giờ bảo trì và 7 rưỡi là xong. Rất hay. Con phải tìm độ nhạy á. Sải ơi, độ nhạy VC nó là con chuột cháu ơi. Độ nhạy VC là độ nhạy chuột thôi. Còn độ nhạy của game nó cho về không hết. 8 giờ hay sao à? 8 giờ thì 8 giờ chúng ta bắn. Hay 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 hay. Gánh team này. Gánh team này. Mò Duy là dân chơi có khả năng sấp đôi. Cần phải đề phòng với thằng này. Vâng, đây là một trong những nhân tố khá khét. Mấy thằng tên có cái dấu thăng ở đầu này nguy hiểm lắm. Thôi xong rồi. Mò Duy oẳng. Thầy Duy. Thầy Duy ngồi ở đây làm cái gì đấy? Cầu các cụ à? Cầu nguyện à? Súng đâu? Ui giời ơi. Vị trí của thầy Duy và lớp no hope. 4-1. Đau họng. Đau họng các bạn. Ui sưng, sưng họng rồi. Hôm nay là ngày đấu đầu tiên. Cũng may là mình không đưa ra quyết định đó là tổ chức giải liên tục 4 ngày liền. Như thế thì rất là đau họng. Mình cách ra cứ cách một ngày mình bình luận buổi. Đỡ đau họng hơn, đau họng quá. Ok anh em, sẽ đến với trận thi đấu tiếp theo nào. Tôi chả hiểu là cái trang chủ của bên Buya người ta để cái ông streamer nước ngoài trên trang chủ Buya Live Việt Nam mà ảo thật đấy. Ủa, streamer nước ngoài thì để sang Việt Nam là sao? Thế cái top streamer Việt Nam để làm cái gì? Ảo thật đấy. Chả hiểu. 4-1 rồi, 4-1 rồi. Ái chà chà. Quỳnh mà sắp được quả này với là người đội trưởng này. Nhìn thấy chân rồi, nhìn thấy chân rồi. Quỳnh nhìn thấy chân rồi. Gạt là khủng long đi em, đúng rồi. Hay, nó đấm, ui thôi nó đấm Skyler luôn. 4-2. 4-2 rồi, 4-2 rồi. Toàn thế nhở. Khét đấy, khét đấy. Khét đấy, khét đấy, khét đấy. Tín đấy, tín đấy. Mẹ tôi đang bình luận gọi là toác cổ họng anh. Cống hiến cho các bạn những cái trận đấu, những cái giải đấu gọi là khét lẹt lẹt luôn. Nói thật với anh em luôn đấy chứ đấy. Một người là ngày mà bình luận gọi là 5-6 trận như này thì thực sự là tôi cũng tự thấy mình là không biết là người hay là quái vật nữa. Và tôi đang dự kiến là tôi tổ chức cho Buya là mỗi tháng một giải luôn đấy. Cực kỳ là tâm huyết. Tỷ số hiện tại bây giờ đang là 2-4 rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với round thi đấu tiếp theo, round 7. Cần phải dứt khoát luôn ở trong những trận thi đấu này. Và đừng để gỡ kèo quá lâu em ơi. Thằng he đứng đây ngắm cái gì đấy, ngắm mây ngắm gió à. Bình tĩnh nào. Các bạn hãy nhớ rằng là 246 chủ nhật, giải đấu chúng ta được tường thuật trực tiếp trên kênh Bình Luận Viên Việt Thắng, cả YouTube và Buya. Bên Buya đấy các bạn sẽ vừa xem vừa được quà. Các bạn yêu tôi, quý tôi là các bạn phải xem cả Buya cả YouTube luôn. Tại vì là Buya trả lương cho chú Việt Thắng mà các bạn. Có tiền thì mới tổ chức cho các bạn giải hàng tháng được chứ. Còn mỗi tháng mà tổ chức một cái giải 10 triệu. Mỗi tháng tổ chức cho các bạn một cái giải 10 triệu rồi. Nên anh em phải ủng hộ chú Việt Thắng nhiệt tình. Tiền nó chỉ là một phần thôi các bạn.
Thực sự thì giải 10 triệu, 20 triệu hay là 100 triệu thì nó chỉ là một phần thôi. Một phần là cái là sức khỏe mà chú Vê Thắng bỏ ra để bình luận với các bạn là rất là tâm huyết đấy. Cháu xem cả hai luôn, là cảm ơn Lê Bắp và cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Thôi xong rồi, 3-4 rồi. Ai chà chà. 3-4. Hoảng rồi. Toàn thế nhờ. Chú ơi, cả nhà cháu F0 rồi, mỗi mình cháu F1 à. À thằng Khanh con bố Long à, thằng Khanh hay thằng Khang hay là thằng gì quên bố tên rồi. Không sao cháu ơi. Nhà cháu chú bắt bệnh luôn là trong vòng 1 tuần nữa là khỏi hết. Làm vlog 2 ngày ăn tát của vợ đi à. Chị cũng khét nhỉ. Vợ tôi tát đau lắm anh em ạ. À. Có thể gọi là ngày xưa thì có gọi là gậy như ý của Tôn Ngộ Không đấy, nhưng bây giờ là gọi là vợ tôi mà tát gọi là trời sập luôn đấy. Tối tăm mặt mũi. 4-3 rồi các bạn ơi. Các bạn đang được xem trận thi đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng tứ kết của giải đấu Ao Làng Tử Chiến, nơi quy tụ những bốc PC hàng đầu ở server Việt Nam. Nhắc lại là bốc PC nhá, chứ mobile không thể bắn được như này đâu các bạn. Ui tôi xong rồi. Quỳnh Tạ đi và một stream nằm. Bên này thì vị trí của thầy Duy Blood bốc mộ bục tình, Nát on the mic bay màu. Kazuha còn một mình ạ. Nano lớp một góc cover khá xa mà không thể nào tới được. Chú ăn vịt không, cháu gửi vài con lắm. Thôi chú có biết làm thịt vịt đâu. Mày nướng luôn thì chú ăn được, chứ còn mà mày gửi nguyên con vịt thì chắc là chú mang về chú nuôi. Thôi bên này nó cứu nhanh thế nhở. Mẹ cứu tầm xa. Đấy tôi nhìn thấy hai thằng kia chết ở một góc, mà sau bên này có một thằng bờ duy mà nó cứu kiểu gì ta. Không biết Quỳnh Tạ kịp bay không này. Bốn đều rồi. Cố lên. Quỳnh Tạ đang bị tâm lý khá nhiều. Quỳnh Tạ đang muốn thắng nhanh các bạn. Tỷ số là 4-4 và cầu cho Quỳnh Tạ có thể thắng được nào. Cho tí nó bay cho nó vui vẻ các bạn. Thầy Duy chơi ke rồi. Làm vlog chăn ma. Ui giời ơi mẹ cháu ơi. Ôi giời cháu ơi, mày xui dại chú thế. Không thôi, không bay thôi, lại ở lại Hà Nội có gì đâu. Ái chà. Bình tĩnh em ơi. Quỳnh Tạ 8 kill rồi, cố lên Quỳnh ơi. Còn lại Quỳnh Tạ và He He. Rất hay. He He tỏa sáng, ôi trời ơi. 5-4 rồi, đừng công ẩu em ơi. Đằng nào cũng muộn rồi thì đừng có công ẩu Quỳnh ơi. Đừng công ẩu nữa. Chú làm vlog bắt rắn đi á. Chú nói thật với con luôn là bất kỳ một cái con gì như con cóc cộ, con thạch sùng, con run, con rắn, nó nhún nhún ấy, nó rơi vào người chú là chú ngất. Chú ngất lâm sàng luôn. Nhưng Quỳnh đang vội. Bình tĩnh nào. Đội tuyển mở bát cho đội hình 108 em ơi, đừng thua. Mẹ mình đang bị sổ mũi các bạn. 5-4 rồi. Bình tĩnh em ơi. Ai chà. Làm vlog ở 1 tuần với F0. Mẹ thằng này ác thật đấy. Mẹ thần đồng content đấy. Cháu là thần đồng content luôn. Thần đồng nội dung luôn. Thần đồng ý tưởng. Content dịch ra nó là nội dung ý tưởng các bạn. Các cháu có những cái nội dung ý tưởng, những cái content gọi là bá đạo luôn đấy. À được rồi. Nó dụng 2 rồi. Cô lại cứu rồi. Kìa. Hay. 5-0. Chú làm vlog đi Cà Mau á. Đợi khi nào mà con chú lớn lên một tí. Hiện tại bây giờ con chú còn chưa biết đi. Đợi thằng Raptor nó lớn lên một tí thì chú mới đi được. Bây giờ nó vẫn còn đang phải chăm sóc nhiều nên chưa thể nào đi ra ngoài được. Chứ không tôi cũng về Cà Mau, Cần Thơ, quê thằng Quý, thằng Quỳnh, tôi về để chơi. Tỷ số hiện tại bây giờ đang là 5-0 rồi anh em ơi.
Kèo đấu đang được đưa về thế cân bằng, kể cả ở hai hiệp đấu, ở bốn hiệp đấu đều là hai đều, và bây giờ thì đang là năm đều. Vâng, vươn lên dẫn trước thôi là nhọc, vươn lên dẫn trước thôi là nhọc. Toang rồi, 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 toang rồi. Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Thôi Tim Quỳnh Thảo mất một, đó là he he, mất một he he, mất một he he rồi. Thằng Mờ Duy này nằm xuống là win này, Mờ Duy nằm xuống là win. Mờ Duy nó hủy diệt bên Đinh Quỳnh Thảo luôn, nó bắn kinh lắm. Sang đầm rơi chơi, cháu tiếp chú cái gì, tiếp đại chú nồng hậu luôn à. Chú cảm ơn Tiger P Gaming nha. Năm đều rồi, năm đều rồi, hay quá, bắt được một rồi, bắt được thầy Duy, bắt được thầy Duy rồi, bắt được thầy Duy rồi. Thôi sao đã bắt được một thầy Duy ở bên này, mất mẹ ba thằng rồi, còn một mình của một stream. Ui, một cân bốn thôi xong rồi. Sáu năm rồi, chán quá anh em ơi, nụ cười không vui rồi. Sáu năm rồi các bạn ơi. Sáu năm anh em. Ok các bạn, đây là round đấu cuối. Round đấu cuối đây. Round đấu cuối này các bạn ơi. Tỷ số hiện tại bây giờ đang là 6-5. Quỳnh ơi bình tĩnh em ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Tỷ số thì ra hai hiệp mà hai hiệp đều 2-2, nhưng hiện tại bây giờ đang là 6-5 hiệp cuối. Tôi xong rồi, hay bên kia còn một, bên kia còn nát, bên này còn Quỳnh Tạ và Kazuha. 6 đều. Sáu đều. Ok anh em, và tỷ số bây giờ là 6 đều rồi các bạn ơi. Round đường thẳng các bạn ơi, round cuối, round đường thẳng này. Một round đấu đường thẳng này. Round cuối cực căng ạ. Round đủ cuối này cực căng luôn các bạn ơi. Ăn cơm chưa? À. 6 đều rồi. Đừng để đội bạn phá đảo 108 em ơi. Đừng để bên phía team của thầy Duy phá đảo 108. Quỳnh bị tâm lý hay. Thằng Nano nằm rồi. Ui, nhưng bên Quỳnh Tạ. Ai! Xin chúc mừng bên phía đội hình của thầy Duy Blood. Và đội hình 1 của 108 chính thức bị loại. Hơi đáng tiếc vì ngày hôm nay Quỳnh đang vội.
Trúc Quỳnh có thể ra kịp chuyến bay. Còn không thì ở lại cũng được.